Thần thiếp nghe nói những lời đồn đại bên ngoài thực tình là khó nghe hết sức. Thần thiếp không nói ra được. Nếu như bổn cung thuận lợi sinh ra Tam A Ca, mọi người đều sẽ đến A Du nịnh hót, nói bổn cung là một người phúc đức sâu dày, mất đi công chúa lại có được hoàng tử. Giờ bổn cung đã mất con, dĩ nhiên cũng sẽ có người mừng thầm. Bọn họ sẽ nói bổn cung là một người có số mạng bất thường, đã hại chết chính con mình. Khi lục công chúa mất đi, những người độc mồm độc miệng đó chắc chắn là bàn tán sau lưng của thần thiếp. Trước giờ những vị thị phi trong cung ít sao? Sự đa nghi của con người sẽ làm tổn thương người khác lợi hại hơn bất kỳ vũ khí nào. Hãy là tỷ tỷ, thập tam a ca bạc duyên với tỷ đã đi trước một bước rồi. Hải Lan, mùi nó gấp như vậy làm sao còn hồng nương nương chịu đựng nổi được chứ? Sớm muộn gì tỷ tỷ cũng phải biết thôi. Tỷ vẫn còn chưa gặp mặt mà đã đi rồi chứ?